Bi kịch tuổi già sau những bản di chúc. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Tử Vi Số Mệnh, nơi lan tỏa giá trị sống tích cực. Quý vị thân mến, một điều mà chúng ta chuẩn bị khi tuổi già ập đến đó là chia tài sản mình có cho các con. Nếu có nhà, có một con thì nhất định tất cả là của người con. Tuy nhiên, với nhà nhiều con cái, việc chia tài sản lại là vấn đề không đơn giản. Đã có những bi kịch sau những bản di chúc như vậy. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện sau và suy ngẫm quý vị nhé. Bi kịch tuổi già sau những bản di chúc. Câu chuyện thứ nhất, xót xa vì bản di chúc mà con cái ra sức tranh giành. Ông Hát không có vợ con. Năm ngoái, ông qua đời sau mấy năm điều trị bệnh ung thư. Bà Mai là chị gái, cũng là người thân duy nhất được ông lập di chúc để lại ngôi nhà 4 tầng khang trang. Ở tuổi 80, được sở hữu ngôi nhà trị giá không dưới 5 tỷ đồng, bà Mai sống không còn yên ổn. Chuyện bắt đầu từ tờ di chúc bà Mai để lại ngôi nhà đó cho con là Hải, mà chính Hải cũng không biết việc này. Trong nhà, Hải là con út và chưa lập gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hải ở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Cuộc sống xa nhà mưu sinh, nơi xứ người vất vả. Nhưng Hải được đánh giá là người con hiếu thảo. Thương mẹ cả đời lam lũ, chồng mất sớm, một mình tần tảo nuôi 5 người con khôn lớn. Nên làm có bao nhiêu, Hải đều gửi hết cho bà. Bà sống rất tiết kiệm, phần lớn tiền Hải gửi về, bà sắm vàng cất đi. Sau đó để ý trong xóm có người nào bán rẻ đất, bà liền hỏi mua. Như vậy anh ba, chị tư, chị năm khi có gia đình đều có đất cất nhà, ổn định cuộc sống. Riêng anh hai thì bà cho ngôi nhà cả gia đình sinh sống lâu nay. Ngôi nhà đã dột nát, Hải cũng từng gom góp tiền đưa anh hai sửa sang để mẹ có chỗ ở tinh tươm. Nhiều khi trộm nghĩ với thu nhập của mình trong từng ấy năm, nếu không gửi mẹ, Hải biết mình dư sức mua một căn hộ giữa thành phố đắt đỏ. Nhiều người cũng từng khuyên anh nên lo cho bản thân mình trước, dư giả mới gửi về để mẹ lo cho các anh chị. Nhưng anh có lý lẽ của mình, dù lý lẽ ấy rất đơn giản là khiến mẹ được vui. Cách đây 2 tháng, một cán bộ làm ở ủy ban xã gặp anh hai trong một đám giỗ của xóm. Lúc ngà ngà say, ông tiết lộ với anh hai rằng mẹ đã đi làm di chúc để lại cho Hải chính ngôi nhà mà ông Hát cho mẹ. Hôm đó mẹ lên xã cùng với một luật sư kèm theo giấy chứng nhận sức khỏe bình thường, tinh thần minh mẫn. 19 giờ, từ đám giỗ anh hai tức tốc trở về, mở cuộc họp gia đình. Hải ở xa điện thoại liên tục đổ chuông, hết anh hai đến cậu ba cùng hai chị chung nhau một câu hỏi cho Hải. Cậu tham lam vừa phải thôi nhé, cậu muốn một mình độc chiếm ngôi nhà của cậu phải không? Mẹ già rồi biết gì, cậu lừa bà đi làm thừa kế phải không? Anh sửng sốt, 45 tuổi, lần đầu anh bật khóc như một đứa trẻ. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lời lẽ của anh chị khiến trái tim anh vụn vỡ. Hôm sau, anh bắt xe vượt hơn 500 cây số về quê. Đến nhà đã quá nửa đêm. Anh chạy một vòng từ nhà trên xuống bếp ra sau vườn nhưng không thấy mẹ đâu. Anh hai đứng ngó theo Hải. Tính rồi ngủ đi, mai chúng tôi nói chuyện với cậu, còn mẹ không có ở đây đâu mà tìm. Hải thẫn thờ hỏi lại, mẹ đâu? Nhưng anh bỏ đi ngủ. Hải sang nhà các anh chị khác tìm mẹ nhưng không ai mở cửa. Sáng ra, anh hai gọi các anh chị sang nhà lặp lại những lời trách móc Hải dụ dỗ mẹ. Sau cùng các anh chị đã đề nghị Hải, một là cậu làm đơn từ bỏ quyền thừa kế, hai là không bao giờ cậu được gặp lại mẹ. Lúc này Hải chỉ quan tâm chuyện mẹ ở đâu, kiên quyết phải gặp được bà rồi mọi chuyện cứ theo ý anh chị. Thế nhưng họ không đồng ý. Hải vừa buồn vừa điên tiết đứng dậy bỏ đi. 2 ngày dài ở quê, mảnh đất chôn nhau mà Hải như người xa lạ. Lần đầu đặt chân đến xứ này, ngày thì Hải cơm hàng cháo chợ, tìm người quen hỏi thăm mẹ ở đâu. Đêm mệt lả, về ngủ trên chiếc giường của mẹ. Dì Bảy, một người hàng xóm có lẽ thương tình, kéo Hải lại kể chuyện. Dì cho hay, có lần mẹ Hải tâm sự với dì rằng, bà thương Hải hiếu thuận, hy sinh nhiều cho gia đình nên quyết lòng lập di chúc cho Hải ngôi nhà của ông.
Dì Bảy còn kể, mẹ biết tính tình các anh chị của Hải nên mới lặng lẽ ra chính quyền mà không cho ai hay. Hải ngồi viết lá đơn theo ý của anh chị, nội dung rằng dù mẹ có lập di chúc để lại cho anh bất cứ thứ gì, Hải đều không nhận. Để lại lá đơn trên bàn, Hải mang ba lô trở về thành phố một lần nữa, bật khóc vì lòng dạ tàn nát, vì tình anh em đã ráo rạo tàn nát. 4 hôm sau, chị Tư gọi điện cho Hải giọng hốt hoảng. Hôm qua anh hai đưa mẹ ra ủy ban lập di chúc mới rồi, qua giờ không ai biết mẹ ở đâu cả. Chị qua nhà mấy lần tìm cũng không thấy. Kiểu này là ông muốn một mình thừa kế hết, em lo về giải quyết đi. Không phải chuyện nhà cửa mà thấy lo cho mẹ, Hải quyết lòng thu xếp về quê thêm một chuyến. Thế nhưng Hải chưa kịp về thì 2 hôm sau, dì Năm gọi vào cho hay. Chị Tư với anh ba mang mẹ đi đâu không ai biết cả em, nhưng chị nghe người ta bàn tán, có thể mẹ lập di chúc mới vì họ được mời đến làm chứng. Về nguyên tắc, di chúc được lập sau cùng mới là di chúc có hiệu lực. Nếu được lập hợp pháp, có lẽ nghĩ vậy, các anh chị Hải đã thay nhau giữ mẹ, mang bà đi giấu để không bị những người con còn lại dụ dỗ. Qua câu chuyện, chúng ta có thể ít nhiều trách giận các con của bà Mai mờ mắt, thay lòng đổi dạ, đánh mất tình cảm thiêng liêng của gia đình chỉ vì một ngôi nhà. Sống đến tuổi này, bà bị các con xem như một món hàng thi nhau giành giật, không một ngày yên ổn. Câu chuyện thứ hai, bi kịch sau bản di chúc. Sáng mùng 8 Tết, ông Nam 90 tuổi bước vào văn phòng luật ở quận Cầu Giấy, đề nghị lập di chúc không cho phép người con trai lo hậu sự cho mình. Ông vừa lặn lội 80 cây số về Hà Nội chia sẻ: "Tôi không muốn lúc tôi chết bị đứa con trai duy nhất đưa về Hà Nội lo hậu sự, nó sẽ thiêu hay chôn tôi cũng không biết được." Sức khỏe không được tốt nhưng lời nói của ông vẫn rành mạch. Ông Nam chia sẻ với luật sư: "Vợ chồng ông chỉ có một người con, hiện là chủ một doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, hai cha con như nước với lửa, không thể sống chung, buồn bực vì con. Khoảng 20 năm trước, ông chuyển về sống trong nhà vườn ở Hưng Yên, còn vợ vẫn ở lại nhà ở quận Đống Đa. Những năm trước, ông Nam còn đi lại được. Mỗi lần ông muốn đến thăm cháu thì con trai lẫn con dâu đều không nghe điện thoại, thậm chí giấu địa chỉ nhà để ông không tìm tới được. Sự bất hòa của hai cha con âm ỉ nhiều năm, song vẫn chưa có gì quá đáng cho đến sau Tết năm 2020, ông Nam định bán ngôi nhà mặt phố rộng 150m² để cho con trai một phần cho em gái và một phần làm từ thiện. Nhưng dự định này vấp phải sự phản đối kịch liệt của vợ chồng người con. Vì không đồng thuận với một số điều khoản trong di chúc nên con trai tìm nhiều cách ngăn cản như giữ sổ đỏ, giữ hộ khẩu, hạn chế bà gặp ông. Luật sư Hiền kể lại, có lần ông cụ phải nhờ tổ trưởng dân phố đóng kịch gọi bà đến nhà để có thể nói chuyện điện thoại với nhau. Sự việc căng thẳng khiến ông Nam muốn làm đơn từ con trái nhà lại cho nhà nước, chứ không để tài sản lại cho người con. Nghĩ vậy nhưng ông vẫn cho rằng làm rùng beng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của con. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông tìm đến luật sư đề nghị tư vấn làm cách nào để lập được di chúc khi thiếu nhiều giấy tờ quan trọng. Luật sư Hiền đã tư vấn cho ông làm di chúc có điều kiện. Người con trai sẽ được hưởng một nửa tài sản với điều kiện không được can dự vào đám tang của ông. Người cháu họ sẽ được hưởng một nửa với điều kiện lo hậu sự cho ông. Trường hợp người con cố tình đưa cha về làm ma chay thì đã vi phạm di chúc sẽ không được hưởng một nửa ngôi nhà nữa. Vị luật sư chia sẻ, ông cụ chỉ muốn tổ chức một tang lễ nhỏ ở quê do người cháu đứng ra chủ trì. Chúng tôi không phán xét ai đúng ai sai, nhưng khi cụ đã tìm đến chúng tôi trình bày tâm nguyện này, chúng tôi sẽ giúp cụ làm đến cùng. Sau hơn 10 năm làm nghề, đây là khách hàng lớn tuổi nhất và câu chuyện di chúc ám ảnh nhất mà anh Hiển từng tiếp nhận. Nhưng quý vị à, ông Nam không phải là trường hợp duy nhất lập di chúc trong sự ấm ức với những đứa con. Cuối năm 2020, ông Mạnh 60 tuổi đã tìm đến hãng luật gia thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn điều tương tự. Ông Mạnh làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng nhiều năm nên kinh tế khá tốt. Năm 2008, vợ ông qua đời sau vài năm, ông đi bước nữa và có thêm một người con. Các con của vợ cũ không chấp nhận mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ.
mối quan hệ cha con căng thẳng nhiều năm dẫn đến việc ông Mạnh đi lập di chúc để lại toàn bộ gia sản cho vợ mới và con chung. Người cha muốn dùng di chúc này để gây áp lực để các con chấp nhận vợ mới và con mình. Ông ấy cũng nói nếu sau này các con chấp thuận thì sẽ thay đổi nội dung di chúc. Luật sư Hùng, trưởng hãng luật gia đình chia sẻ. Trước nguyện vọng của thân chủ, luật sư phân tích, những người con của vợ cũ đã trên 18 tuổi và đủ năng lực hành vi dân sự, nên theo luật pháp, các con nếu không đồng ý, có thể yêu cầu tòa án hủy bỏ di chúc này. Người vợ đầu qua đời chưa khai thừa kế, thì ông Mạnh không thể định đoạt được toàn bộ tài sản. Sau khi nghe tư vấn của luật sư, ông Mạnh chấp nhận chia tài sản theo hàng thừa kế thứ nhất, tức ba con sẽ được hưởng phần thừa kế của người mẹ đã mất, mỗi người một phần bằng nhau. Luật sư Hiền cho biết, nếu mọi người lập di chúc sớm, cảnh xào xáo tranh chấp giữa những người thân sẽ ít xảy ra hơn do quyền lợi và trách nhiệm đã được xác định rõ ràng, quý vị ạ. Thực sự trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều câu chuyện liên quan đến những bản di chúc được để lại từ những người làm cha, làm mẹ. Tuy nhiên, có thể vì chưa chắc không công bằng giữa các con dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Cũng có những chuyện đau lòng như chúng tôi đã chia sẻ ở trên, quý vị ạ. Không phải ai cũng giống như những đứa con trong các câu chuyện ở trên. Không phải ai cũng muốn tranh giành anh em ruột của nhau. Tuy nhiên, những câu chuyện như vậy vẫn diễn ra rất nhiều. Vậy, để tránh được mâu thuẫn giữa các con sau khi chúng biết được những bản di chúc, chúng ta cần công bằng giữa các con, dù là trai hay gái cũng vậy, và chúng ta cần phải lập di chúc lúc còn tỉnh táo và khỏe mạnh. Lúc đó chúng ta đủ minh mẫn để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất, quý vị nhé.